Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm tăng 4,6%. Con số này nằm trong tầm kiểm soát và không ngoài kịch bản dự báo trước đó. Các hãng hàng không trong nước đang đưa ra kiến nghị bỏ giá trần vé máy bay nội địa. Điều được cho là đang kìm hãm sự phục hồi và tăng trưởng của ngành. Bên cạnh những thông tin tích cực thì nhiều thông tin thiếu thẩm định, tin giả đang tràn lan trên mạng xã hội, gây tác hại không nhỏ tới xã hội. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đồng chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tập trung thảo luận 8 nhóm nội dung về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và đã có quyết sách của Trung ương, bảo đảm nguyên tắc, nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ, tuyệt đối không hợp thức hóa những vướng mắc nhưng có tính chất vi phạm. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh một số nội dung cần góp ý như các quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về đất đai, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực đất đai, ngăn chặn lợi ích nhóm, tham nhũng. Đánh giá cao nội dung dự thảo luật, một số ý kiến cho rằng cần ra soát quy định cụ thể hơn các điều luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chỉ để một số điều cần thiết do chính phủ quy định chi tiết. Đề nghị bổ sung nguyên tắc khi bồi thường phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất. Bởi trong thời gian qua, việc bồi thường, nhất là với đất nông nghiệp rất thấp, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Có đại biểu đề nghị phải có cơ chế và chế tài đủ mạnh trong phòng chống tham nhũng tiêu cực để cán bộ quản lý đất đai không thể câu kết với các tổ chức tư vấn độc lập trong định giá quyền sử dụng đất có lợi cho bên nhận để hưởng lợi. Ngày 3 tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và nhiệm vụ giải pháp tháng 3 này. Một trong những vấn đề được tập trung đó là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở ngành trong tháng 3 này phải có các giải pháp cụ thể cho 4 ngành công nghiệp, 9 nhóm dịch vụ. Vì đây là những nhóm ngành có đóng góp lớn cho tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Cục Thuế thông tin rõ về thu thuế với khoản tiền hỗ trợ mất việc cho công nhân công ty Puyuan, yêu cầu đánh giá lại, nếu cần thiết thì kiến nghị không thu khoản này. Bởi dù có làm đúng quy định nhưng số tiền này không bao nhiêu mà đối tượng lại là những người có thu nhập thấp. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân sắp được triển khai. Trong trường hợp có thêm các ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia, thì quy mô gói này có thể tăng lên. Lãi suất ưu đãi sẽ thấp hơn từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm so với mức vay cho vay thông thường. Đây là thông tin được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 và chiều ngày 3 tháng 3. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên nguồn vốn cho nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước đã thống nhất mỗi đơn vị sẽ dành khoảng 30.000 tỷ đồng cho hai phân khúc nhà ở này. Trong đó tập trung cho nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và nhà ở xã hội được nhà nước có một số chính sách ưu đãi. Cũng tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều ngày 3 tháng 3, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong năm nay, các bộ ngành địa phương đã được giao hơn 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công để giải ngân, tăng 140.000 tỷ so với năm ngoái. Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần áp dụng hiệu quả các bài học và kinh nghiệm giải ngân để hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ nhất là vẫn thực hiện hiệu quả 6 tổ công tác của Thủ tướng thành lập. Các đồng chí Phó Thủ tướng, các đồng chí Bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Ngoại tư sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành. Thứ hai là vẫn phải chuẩn bị tốt các dự án đầu tư, là từ khâu phê duyệt, khâu lựa chọn, để làm sao khi mà có vốn giao thì giải ngân được ngay. Và thứ ba là trong các khó khăn thì phải tập trung giải quyết các khó khăn về thể chế nếu có. Đấy, rồi là công tác giải phóng mặt bằng, rồi giải quyết các khó khăn về nguyên vật liệu. Tiếp theo là đôn đốc các nhà thầu phải bố trí đủ nhân lực, nhân công, đảm bảo đúng tiến độ. Đấy, cái này chúng tôi thấy là đối với địa phương nào mà đồng chí
thủ trưởng, chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh hoặc các chủ ban quản lý dự án mà quan tâm sát tiến độ thì cái này là giải ngân rất tốt so với các đơn vị khác. Đấy, và nội dung cuối cùng là cũng phải giải quyết các vướng mắc liên quan đến các vấn đề dự án ODA. Các dự án ODA thì nó có cái đặc thù hơn. Ví dụ chúng ta phải điều chỉnh dự án thì phải điều chỉnh hiệp định vay vốn, nó kéo dài hơn. Thì các bộ ngành sẽ hỗ trợ các địa phương, phối hợp với nhà tài trợ để điều chỉnh sớm. Chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI tháng 2 vừa qua đã tăng 0,45% so với tháng trước. Tính trung bình quân 2 tháng đầu năm nay, CPI đã tăng 4,6%. Con số này nằm trong tầm kiểm soát và không ngoài kịch bản dự báo trước đó của Tổng cục Thống kê. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu chợ dân sinh, giá cả hàng hóa có dấu hiệu tăng, tuy nhiên không đáng kể. Từ đầu năm đến giờ, tình hình giá cả thị trường thì nắm lúc nó cứ lên lại xuống. Như rau cỏ thế này, lúc thì rất là rẻ, lúc thì rất là đắt. Đầu năm nay thì cũng tăng một chút. Tăng lý do người ta bảo là xăng tăng thì tất cả hàng hóa đều tăng. Trong 11 nhóm hàng hóa, có 5 nhóm hàng tăng giá, đặc biệt là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng và nhóm xăng dầu. Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào tháng 1, cùng các chính sách như hỗ trợ thuế, phí đã hết hiệu lực từ đầu năm nay cũng khiến giá cả hàng hóa tăng trở lại. Chúng ta cũng có những các yếu tố như là ngay từ mùng 1 tháng 3 vừa rồi thì chúng ta giảm giá xăng dầu, giá ga. Thế và cái thời tiết hiện nay cũng rất là thuận lợi cho nên là cái đảm bảo về cái nguồn cung đối với cả lương thực thực phẩm hiện nay cũng rất là tốt. Cho nên chúng tôi vẫn dự báo rằng là CPI của tháng 3 thì sẽ có ít những các cái biến động so với cả tháng 2 và bình quân của quý 1 năm nay sẽ ở cái mức tăng là dưới 4,5%. Giá cả của chúng ta ngay cả trong cái năm 2022 và những cái tháng đầu năm 2023, dù là Tết phải không ạ, hay là có những cái dịp mà lễ hội, nhưng mà giá cả vẫn tương đối ổn định. Và chúng tôi cho rằng đây là cái sự nỗ lực của không chỉ là các cái cơ quan quản lý mà của các cái chính quyền địa phương cũng như là các cái cơ quan quản lý thị trường nói chung. Trước tình hình lạm phát được dự báo đạt đỉnh trong quý 1 này, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, góp phần ổn định giá cả hàng hóa. Báo cáo tài chính năm qua của các hãng hàng không cho thấy không doanh nghiệp nào có lãi do gánh nặng dịch bệnh, chi phí nhiên liệu, tỷ giá và lãi suất. Do đó, dù cạnh tranh gai gắt với nhau, nhưng tất cả các hãng hàng không trong nước đều chung một kiến nghị cần thay đổi cơ chế điều hành giá vé máy bay nội địa, nhất là trần giá vé máy bay quá thấp đang kìm hãm sự phục hồi và tăng trưởng của ngành. Đây là cách tính giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành, chưa bao gồm các khoản thuế phí tại sân bay mà hành khách sẽ phải trả. Khung giá vé này được áp dụng từ khi thị trường hàng không nội địa chưa phát triển như hiện nay. Lần cuối cùng giá vé máy bay nội địa được điều chỉnh là cách đây hơn 7 năm. Vì thế, các hãng hàng không cho rằng nếu gỡ bỏ được giá trần thì họ sẽ làm được rất nhiều việc như là tự cân đối chi phí vào giai đoạn thấp điểm và tự bù đắp cho các đường bay kém hiệu quả. Lúc đó thì các hãng hàng không sẽ có đủ công cụ để đa dạng hóa chính sách giá vé. Và như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái mức giá linh hoạt, cái đối tượng có thể tiếp cận được vận tải hàng không là nhiều lên. Chúng tôi cho rằng cần xem xét lại việc đặt khung giá cho ngành dịch vụ vận tải hàng không. Việc xác định một khung giá mới phù hợp với tình hình thực tế, có tính toán đến quyền lợi lâu dài của khách hàng và sự phát triển hài hòa bền vững của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy bỏ giá trần vé máy bay sẽ có lợi cho các hãng hàng không vào giai đoạn cao điểm như là du lịch hè hay Tết. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến hành khách gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ hàng không vào những dịp cao điểm như thế. Nguy cơ này là hiện hữu bởi hạ tầng hàng không đang quá tải, không thể mở rộng thêm. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã từng đề xuất bỏ trần giá vé máy bay với các đường bay có sự cạnh tranh của 3 hãng trở lên, qua đó giúp các hãng hàng không chủ động được trong việc triển khai giải giá vé linh hoạt theo từng giai đoạn và phục vụ hành khách. Chúng ta không nên can thiệp quá nhiều vào giá vé máy bay. Tất nhiên, có điều kiện tôi đã chia sẻ là các doanh nghiệp hàng không cũng phải thay đổi. Ví dụ như là phải trở nên công khai minh bạch hơn, rồi quản trị nó phải hiệu quả hơn và đặc biệt là phải cạnh tranh với nhau một cách sòng phẳng. Chúng ta đang phải tuân theo cái luật quốc tế. Chúng ta nên nhân cái cơ hội này mà bỏ cái khung giá đi và đã chuyển sang là cái trách nhiệm nhà nước khi mà làm cái công việc là nếu mà có hiện tượng thao túng giá cả, nếu mà hiện tượng là độc quyền giá cả thì nhà nước sẽ can thiệp.
Các hãng hàng không cũng kiến nghị nếu chưa thể sửa luật thì trước mắt cơ quan quản lý nhà nước có thể cho phép các hãng được điều chỉnh nâng giá trần phù hợp với các chi phí đầu vào ở thời điểm hiện tại và phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện Việt Nam đang là một trong số ít các nước trên thế giới còn áp dụng khung giá vé máy bay trên các đường bay nội địa. Các kênh thương mại điện tử phát triển mạnh, tiện cho người tiêu dùng, nhưng tạo ra nhiều nguy cơ rủi ro, nhất là khi khách hàng không được sờ tận tay, nhìn tận mắt sản phẩm, mà chỉ thông qua những cam kết và hình ảnh quảng cáo ở trên mạng. Điều này cho thấy rằng cần sớm có cơ chế bảo vệ cao hơn quyền lợi của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến. Chiếc túi này được chị Quỳnh mua trên một trang thương mại điện tử, có địa chỉ website giống tên hãng. Nhưng khi xem lại email xác nhận đặt hàng thành công, chị mới nhận thấy địa chỉ email liên hệ chăm sóc khách hàng có điều kỳ lạ. Thì mình có để ý là cái đuôi email nó là đuôi Gmail, thì mình cũng hơi ngờ ngợ một chút vì không ai lại dùng cái đuôi Gmail để làm email chăm sóc khách hàng cả. Thì mình cũng có nghi ngờ một chút, và đến khi mà mình nhận hàng, mình cầm cái sản phẩm trên tay thì mình mới thấy là chất lượng nó kém thật, và thậm chí là mình vừa mới mua về xong thì cái khóa kéo nó đã hỏng rồi. Nhận được hàng, khác với đơn hàng đã đặt, chị Mai đã nhiều lần liên hệ với phía bên bán để được đổi trả. Tuy nhiên, đã hơn một tháng mà sự việc của chị vẫn chưa được giải quyết. Mình có phản hồi với cả shop qua chat, nhưng mà shop không hề có một cái phản hồi nào sau đấy cho mình hay là giải quyết cái khiếu nại cho mình. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết, người tiêu dùng gặp nhiều trở ngại khi mua sắm trực tuyến. 42% gặp tình trạng chất lượng kém so với quảng cáo, 22% phản ánh dịch vụ chăm sóc khách hàng kém. Theo Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng, mỗi tháng, hội các cấp nhận được từ 50 đến 60 khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc mua phải hàng kém chất lượng trên không gian mạng. Các sàn thương mại điện tử và các gian hàng ở trên cái sàn thương mại điện tử đó phải có trách nhiệm đầu tiên những hàng hóa đó bán ra được đảm bảo đúng chất lượng. Và khi có những vấn đề về khiếu nại thì phải có trách nhiệm giải quyết. Về phía người tiêu dùng phải nhận biết và sẵn sàng lên tiếng vì chính quyền lợi của mình. Những cái giải pháp mà hiện nay chúng tôi đang làm thì đầu tiên đưa ra một cái khung pháp lý. Thì khung pháp lý này thì hiện nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương được giao cái nhiệm vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo cái luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi. Đối với cả doanh nghiệp thì chúng ta cũng đưa ra một cái bộ quy tắc ứng xử dành cho doanh nghiệp kinh doanh dùng cái hình thức thương mại điện tử, khuyến khích doanh nghiệp người ta áp dụng, tạo dựng cái lòng tin với cả người tiêu dùng. Cũng theo Bộ Công Thương, dự thảo luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi đã bổ sung một chương mới quy định các giao dịch từ xa được thực hiện trên không gian mạng. Qua đó giúp người tiêu dùng thời gian tới có thêm cơ sở để quyền lợi của mình được đảm bảo. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Bên cạnh những thông tin tích cực thì nhiều thông tin thiếu thẩm định, tin giả đang tràn lan trên mạng xã hội, gây tác hại không nhỏ tới ổn định của xã hội. Công chúng được tiếp cận những khoảnh khắc lần đầu được công bố của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ghi lại. Thưa quý vị, 45 tàu cá với hơn 190 ngư dân đang đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa đã được các cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn vào âu tàu của đảo để tránh trú do biển động. Đây là những tàu cá của ngư dân tỉnh Ninh Thuận. Ngay sau khi cập âu tàu, đơn vị cũng đã cấp gần 680 kg gạo và 2.700 lít nước ngọt cho bà con ngư dân. Mỗi tàu 15 kg gạo, 60 lít nước ngọt. Những ngày vừa qua, cán bộ chiến sĩ trên các đảo đã kịp thời hỗ trợ hàng trăm tàu cá của ngư dân vào tránh trú khi biển động. Bộ đội hải quân cũng sẵn sàng giúp đỡ ngư dân về hậu cần, kỹ thuật và y tế. Việt Nam hiện có khoảng 72 triệu người sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin tích cực thì nhiều thông tin thiếu thẩm định, tin giả đang tràn lan trên mạng xã hội. Thủ đoạn và động cơ của những kẻ tung tin giả này là gì? Và tác hại của tin giả ảnh hưởng đến người dùng ra sao? Đây là nội dung cần được cảnh báo. Không khó để nhìn thấy những luận điệu na ná như thế này trên các trang mạng xã hội. Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến đại án Kit Test Việt Á, chủ kênh YouTube này cho rằng lãnh đạo này sẽ bị xử lý hoặc lãnh đạo kia ăn mừng thoát tội. Những luận điệu này hoàn toàn suy diễn, áp đặt với dụng ý xấu. Có những cái chẳng đúng tí nào.
nhưng mà người ta lại ghép cái ảnh thật từ chỗ này sang cái kia, sự việc nó là thế này nhưng nó lại sang một cái việc khác, cho nên người ta thấy rằng là à có vẻ đúng. Đấy là những vấn đề cái thâm độc của kẻ thù. Có thể khẳng định ngay là những thông tin đấy là rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đang thúc đẩy cái việc xói mòn cái niềm tin của dân, nhân dân đối với Đảng. Và đã không phải là sự thật thì nó méo. Nó méo, nó sẽ dẫn cái người đọc đi đến những cái nhận định rất là sai lầm. Nhưng nó nguy hiểm ở cái chỗ đó, nó rất gần với sự thật. Cho nên kể cả những cái người mà khá là thông thạo, khá là đứng đắn rồi, vẫn có khi bị hấp dẫn bởi những cái thông tin đó. Thống kê từ một chương trình đánh giá an ninh mạng, 63% người dùng thường xuyên đọc được tin tức giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện có khoảng 200 kênh YouTube mỗi ngày đăng tải gần 300 video, clip tin giả, xuyên tạc, sai sự thật. Những cái mà nền tảng xuyên biên giới như YouTube, TikTok thì họ có một cái gọi là gợi ý những cái nội dung tương tự. Và vì vậy nên khi một người đã lỡ mà nhấp vào một cái đường link về xấu độc, về có những nội dung tuyên truyền về tin giả, thậm chí là chống phá đảng nhà nước, thì ngay lập tức là những cái nội dung gợi ý tiếp theo thì họ sẽ tiếp tục nhận được những cái nội dung tương tự. Khi mà tin giả nó liên tục nó được bơm thổi vào trong đầu của mỗi người thì họ sẽ tin rằng đó là tin thật. Hình thức truyền tải mới nhưng mà nằm ở trong âm mưu cũ của thế lực thù địch nhằm thực hiện cái diễn biến hòa bình ở tại Việt Nam. Qua đó là tác động vào cái tâm lý của những người hòng để cho người ta là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cái chính cái tư tưởng của người ta, dẫn đến là có những biểu hiện ví dụ như phát biểu, những hiện đăng tải, chia sẻ cái ý kiến bình luận, thậm chí là có nhiều cái nhận xét mang tính phiến diện trên không gian mạng. Trong thời đại công nghệ, tự do thông tin vừa là quyền của người dân, vừa là động lực cho phát triển xã hội. Nhưng tiếp nhận và xử lý thông tin đó như thế nào cho đúng đắn không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ hay là sông Đáy ở Hà Nội trước nay vẫn được biết đến như là những dòng sông chết. Dù thành phố đã có kế hoạch cải tạo, tăng khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường, nhưng trên nhiều đoạn sông thực trạng này vẫn chưa mấy thay đổi. Thời gian gần đây, sự xuất hiện của một nhóm thanh niên tình nguyện dọn rác, làm sạch những khu vực như thế này đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Sông Nhuệ, đoạn qua phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Rác xuất hiện ở giữa dòng và chất đầy hai bên bờ sông. Rác thải sinh hoạt hay phế liệu xây dựng thì đều xuất hiện ở những bờ sông như thế này. Và với những đồ găng tay và đồ bảo hộ vẫn còn đơn giản, thì để dọn sạch những bờ sông nhiều rác như thế này thì những tình nguyện viên buộc phải ngâm mình nhiều giờ dưới những dòng sông đen như thế này để thu gom rác. Làm được khoảng 2 tiếng thì mọi người cố gắng làm nhanh ở dưới nước rồi cho lên thôi. Mùi thì rất là hôi, rất bẩn, rất là nhiều muỗi nữa. Cũng kinh nhưng mà vì chúng đây bảo vệ môi trường thì bọn em làm thì bọn em cũng sẽ cố gắng. Chỉ 2 tiếng nhưng có lẽ phải hơn, khi thường một buổi thu gom rác của nhóm tình nguyện này sẽ kéo dài tầm 5 tiếng. Liên tục ngâm mình nhiều giờ dưới dòng nước ô nhiễm để vớt rác. Dù hào hứng tham gia, nhưng với tình nguyện viên là nữ, vẫn cần sự quyết tâm rất lớn. Phải đụng vào những cái rác thải thối chị. Nó bẩn rồi, hoặc là em sợ bị đứt chân đứt tay, mảnh sành các thứ với cả kim tiêm. Đến cái giờ mà em đi rồi em còn suy nghĩ là không biết nên đi hay là đi. Nhưng mà cuối cùng em vẫn đi. Theo người dân ở đây, dù đã có biển cấm nhưng vẫn không ít người thiếu ý thức xả rác bừa bãi. Có thời gian vứt ở đấy rất là nhiều, đống một đọng trên bờ rất là nhiều, nhưng một thời gian ấy thì bọn tôi đã cấm rồi. Viết biển thì đã có hiệu quả rồi thì không ném rác trên bờ nữa. Thì bây giờ lại ném sông. Không cứ gì sông mà lại còn rác thải xuống dòng sông. Bây giờ nó lại bốc lên, nó lại càng nghĩa là ôi thối nữa. Đấy, cũng may là hôm nay nó mát rời đấy. Còn nếu như nó mà nắng lên một cái thì không thể thì chịu nổi. Liên tục thu gom, nửa buổi chiều, nhóm tình nguyện viên đã thu được khoảng hơn 40 túi rác lớn. Thế nhưng theo ước chừng, đây mới chỉ là 40-50% lượng rác tại điểm này. Thực tế là mình bới có chỗ nó hết, có chỗ này ví dụ như những cái bạt phủ ni lông to đấy là mình sẽ không thể nào lấy được hết. Vì bên dưới nó còn vướng rất là nhiều thứ, cây cối các thứ. Thực sự là dọn xong lên nhìn lại thì cũng cảm thấy là nó cũng chưa vơi đáng bao nhiêu cả. Bởi vì những khu vực đấy bọn mình có thời gian bọn mình phải dọn đến 3-4 buổi thì mới hết được.
Thành lập từ tháng 12 năm 2022, nhóm tình nguyện Hà Nội Xanh đã triển khai hơn 20 buổi thu gom rác khắp các con sông ô nhiễm. Có lẽ việc thu gom rác sẽ không thể triệt để nếu thiếu đi sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Thế nhưng những hành động thiết thực, những hình ảnh ngâm mình dưới lòng sông đen kịt để vớt rác chắc chắn sẽ có sức nặng để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân hiện nay. Chuyển sang các thông tin văn hóa đáng chú ý, vào tối ngày 3 tháng 3, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam đã chính thức được khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình đã mang đến cho người dân và du khách các màn trình diễn ấn tượng. 21 bộ sưu tập của các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng trong nước và quốc tế đã được trình diễn, cùng sự tham gia biểu diễn của gần 500 diễn viên và người mẫu. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia trình diễn của các cá nhân, tập thể có hoàn cảnh đặc biệt, của người dân, các doanh nghiệp, ban ngành đoàn thể và các em thiếu nhi của thành phố. Những bức hình mà quý vị đang thấy ở trên màn hình là những khoảnh khắc của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn được người bạn của mình, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ghi lại. Những bức ảnh này lần đầu được công bố với công chúng tại triển lãm Trịnh Công Sơn lần đầu gặp lại. Qua đó cũng khắc họa thêm để công chúng được thấy thêm những hình ảnh của cố nhạc sĩ tài ba này. Những cái ngày mà anh vừa mất đi, tôi muốn là tất cả những cái gì thuộc về anh ấy chắc là nên đốt đi. Tại vì lúc cái mất mát nó cũng rất là lớn, cho nên là đã có cái suy nghĩ như thế. Một cái suy nghĩ rất thật. Sau đó thì mình lại dừng lại. Thế nhưng mà đấy, suốt từ đấy 22 năm rồi, thì bây giờ tôi mới có mấy chục bức trên tổng số rất nhiều. Triển lãm Trịnh Công Sơn lần đầu gặp lại là lần đầu tiên những tấm hình của cố nhạc sĩ được chính thức giới thiệu tới công chúng. 35 bức ảnh là một phần nhỏ trong số những tư liệu được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ghi lại trong suốt 11 năm làm bạn và đồng hành cùng cố nhạc sĩ. Thì khi ai hỏi tuổi anh Sơn thì anh Sơn cũng bao giờ nói rằng là 35 tuổi. Và 5 năm sau thì anh vẫn nói anh 35 tuổi. Lúc đầu thì cũng muốn là khoảng 80 ảnh. Thế nhưng sau đó thì mình nhớ đến cái câu chuyện mà anh vẫn thường nói rằng là đã hết đến 35 thì sau đó từ 35 là không tính nữa. Thế thì con số 35 ảnh thì nó cũng là một, có cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa nhỏ nhỏ như vậy. Cuộc gặp gỡ với vợ chồng đạo diễn Trần Anh Hùng và diễn viên Lương Triều Vĩ khi ghi hình bộ phim nổi tiếng Xích Lô. Sự ân hoan trong lần đầu gặp gỡ với giọng ca Liz Michelle của nhóm nhạc huyền thoại Bonnie M. Chơi nhạc cùng nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, những cuộc gặp gỡ với bạn bè, những người thân xung quanh, những khoảnh khắc đời thường, dung dị là chủ đề thấy rõ trong buổi triển lãm lần này. Tất cả những hoạt động gặp gỡ, trò chuyện và tất cả những nhân vật mà đi khắp ba miền của anh ý thì tôi đều ghi chép lại. Ví dụ như là một cái cuộc gặp gỡ giữa nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cái hình ảnh mà mình nhớ rằng hai anh ấy là trò chuyện với nhau về âm nhạc, trò chuyện về những cái kỷ niệm với nhau về những năm tháng trước, rồi là về suy nghĩ với nhau về những cái ca khúc ấy. Đấy là những câu chuyện rất dài. Đấy, và vì anh Sơn trong suốt 11 năm chụp, anh ấy chưa bao giờ anh ấy hỏi tôi là Long ơi, mấy cái ảnh hôm chụp hôm nọ đâu rồi cho mình xem. Anh không bao giờ, và anh ấy tôn trọng. Bây giờ đây là chính thức lần đầu tiên. À, nó cũng được nằm rất nhiều năm và gia đình cũng chưa bao giờ nhìn thấy một số ảnh. Thì đây con số nó rất nhỏ. Nó nằm trong một cái bộ sách của tôi làm về Trịnh Công Sơn. Lần đầu gặp lại cũng sẽ là khởi đầu cho những dự án lớn hơn để khắc họa rõ nét hơn cuộc đời của cố nhạc sĩ tài hoa đến gần với công chúng. Và phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập về địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.